Đó là em lên thăm lần đầu tiên của ảnh á, thì cái người bạn gái cũ của ảnh cũng lên thăm ảnh luôn. Ôi trời. Trời. Chí ơi, cái lúc mà gặp cô này trong cái buổi mà ra mắt đó, đó đang có bạn gái. Cái buổi coi mắt là bạn đang có bạn gái đúng không? Lúc đó là đã chia tay rồi. À. Và khi mà em nhắn tin với bạn lúc đó là cũng là chưa có quen, chỉ là tìm hiểu và cảm mến nhau, là vợ em quyết định là từng đó là sắp xếp công việc để lên thăm em để biết về cái môi trường em học tập. Thế tại sao cô kia lại đến cùng một lúc thế? Khi mà chia tay thì cái mối tình đó cũng mới chia tay khoảng được gần một tháng thôi. Người ta thì vẫn lên thăm em thường xuyên và đều đặn, do đó tháng đó là chia tay người ta vẫn muốn lên thăm. Chớ chiều thay lại gặp cái người mà em đang tìm hiểu như vậy nó mới lên bên kia đứt luôn. Dạ. Em gặp cái người đó là đăng ký trước em luôn. Cái em hỏi cái người ghi danh sách thăm á, có người thăm đăng ký rồi mình đăng ký thăm được không? Cứ đăng ký đi, ảnh muốn gặp ai gặp, ảnh muốn gặp ai gặp. Rồi, xin chào hai em. Rồi, xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Chào anh Quốc Thượng, xin chào chị Thanh Vân. Chào khán giả, tôi tên Trịnh Minh Chí, năm nay 25 tuổi. Hiện đang công tác ở Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4. Hiện nay chức vụ là Trung đội trưởng. Nhưng mà cấp mình là cấp gì ạ? Cấp mình là Trung úy. Thế còn vợ của bạn? Dạ, em chào anh Quốc Hận, chị Thanh Vân và toàn thể khán giả. Em tên là Quỳnh Thị Kim Thanh. Em năm nay 28 tuổi. Dạ, em sinh ra và lớn lên ở An Giang. An Giang nhưng mà ở đâu? Dạ, em ở Long Xuyên, An Giang. Long Xuyên à? Dạ. Long Xuyên cách nhà tôi 25 cây. Ồ, đồng hương nha. Ờ, đồng hương, chào dạ. Người bạn đồng hương nha. Công việc em hiện tại là cái gì? Dạ, hiện tại em ở nhà nội trợ thôi ạ. Trước khi mình làm vợ người ta thì mình làm cái gì nè? Dạ, em làm điều dưỡng trong bệnh viện. Ở bệnh viện với An Giang đúng không? Dạ. Em thì đến từ em quê ở đâu? Dạ, em cùng quê với vợ em luôn á chị. Ôi, ba đồng hương luôn nha. Thế bây giờ hai vợ chồng là cùng quê này, nên là sẽ cái cơ hội gặp nhau sẽ dễ hơn là những cái cặp đôi khác đúng không anh? Đúng rồi. Thế thì hai bạn là sao mà gặp được nhau hay vậy? Vợ chồng em gặp nhau lúc đó là em còn đang là đi học, mà em đi học là ở Đồng Nai. Khoảng thời gian mà gặp nhau lúc đầu thật sự là nó hầu như là không có. Tại vì em đi học là chỉ có khi nào mà về phép, về Tết và về nghỉ hè là một năm chỉ được có hai lần như vậy thôi. Ủa các em là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ, em với vợ em lấy nhau là cũng được hơn một năm. Hai vợ chồng gặp nhau là trong một cái cơ duyên là cùng đi chung một cái buổi coi mắt của người ông anh. Mà ông anh đó hiện tại là anh vợ của em. Em cũng đi chung và em là đi bên họ nhà gái. Còn vợ em là đi bên họ nhà trai. Và cái cuộc đám cưới đó nó không có diễn ra được. Người anh vợ của em với người chị của em là không có đến với nhau được. Là không có duyên đâu, cứ là một cái cầu nối để em với vợ em gặp nhau thôi. Nhưng mà em với anh thì lại thành duyên. Hay ông ngộ không? Nhưng mà cái lần đầu tiên mà em gặp cái ông này trong cái buổi ra mắt đó, em có ấn tượng gì về ổng không? Dạ, em thấy ảnh nói chuyện cũng nhiều, xong rồi cũng thu hút. Xong rồi ảnh về nhà ảnh xin số điện thoại Zalo của anh hai em á. Mới có được số của em mới nhắn tin thôi, chứ không phải là ảnh xin tiếp của em. Em ấn tượng với vợ em ngay lúc đầu gặp nhau là vợ em là gương mặt rất là sáng. Công nhận nói sáng, chuyện, rất là hiền, hiền rất là ngọt mà ngoan và lễ phép nữa. Nếu như mà nói là buổi gặp đầu tiên mà là tiếng sét ái tình thì nó có thể là như thế luôn. Ghê chưa, ghê chưa. Một thời gian sau á, khi mà em gặp ảnh lần đầu tiên á trên Lục Quân á, em mới chính thức hơn ảnh. Mà có một cái chuyện rất là hy hữu xảy ra, đó là em lên thăm lần đầu tiên của ảnh á, thì cái người bạn gái cũ của ảnh cũng lên thăm ảnh luôn. Ôi trời. Trời. Chí ơi, cái lúc mà gặp cô này trong cái buổi mà ra mắt đó, đó đang có bạn gái. Cái buổi coi mắt là bạn đang có bạn gái đúng không? Lúc đó là đã chia tay rồi. À. Và khi mà em nhắn tin với bạn lúc đó là cũng là chưa có quen, chỉ là tìm hiểu và cảm mến nhau, là vợ em quyết định là từng đó là sắp xếp công việc để lên thăm em để biết về cái môi trường em học tập. Thế tại sao cô kia lại đến cùng một lúc thế? Khi mà chia tay thì cái mối tình đó cũng mới chia tay khoảng được gần một tháng thôi. Người ta thì vẫn lên thăm em thường xuyên và đều đặn, do đó tháng đó là chia tay người ta vẫn muốn lên thăm. Chớ chiều thay lại gặp cái người mà em đang tìm hiểu như vậy nó mới lên bên kia đứt luôn. Dạ.
em gặp cái người đó là đăng ký trước em luôn. Cái em hỏi cái người ghi danh sách thăm á, có người thăm đăng ký rồi mình đăng ký thăm được không? Cứ đăng ký đi, ảnh muốn gặp ai gặp, ảnh muốn gặp ai gặp. Nhưng mà cuối cùng là Trí là chỉ được gặp một người thôi hay là được gặp hai người? Từ ở chổng ra thì ảnh cũng không có biết là hai người lên thăm, thành ra ảnh gặp em trước. Xong mà em nói có bạn của anh gặp anh kìa, xong rồi ảnh mới lại nói chuyện với người đó, xong rồi ảnh mới lại nói chuyện với em tiếp. Rồi bây giờ anh muốn hỏi Trí nè, em đến em gặp cái người yêu cũ đó, bạn đó có hỏi về người này không? Có hỏi nhưng mà em chưa để hỏi, thì em cũng đã nói là nói chung là cái chuyện tình cảm của mình thì đến nay thì nó cũng đã dứt rồi, coi như mình làm bạn. Khi nào em có muốn lên thăm anh thì em cho anh biết trước để anh cho Thanh biết như thế, để cho nó rõ ràng cho nó rõ ràng cái chuyện đó, chứ để mà như thế thì đôi khi mình nó không còn gì nữa mà để gây cái hiểu lầm cho người sau, thì anh không muốn như vậy. Rồi dứt khoát, chưa bắt đầu một người mới đâu nhưng mà đã rất dứt khoát rồi. Đúng rồi. Chứ không mình không nói trước mất công lên đụng hàng nữa. Là hai đứa gặp nhau thì em có biết rằng là em nhỏ hơn Thanh một vít ít tuổi không? Mà đầu gặp thì em không có biết được, tại vì khi mình gặp là mình nhìn thấy cô này rất là trẻ, do đó là mình cũng không nghĩ gì nhiều. Rồi sau đó thì quen nhau, tìm hiểu thì em mới biết được. Và em thấy thì cái này nó cũng không có thành vấn đề gì cả. Đúng rồi. Nhưng mà ban đầu là xưng hô làm sao? Buổi đầu tiên mà đi gọi là cũng một buổi hẹn hò đầu tiên á. Và em mới hỏi là bây giờ là mình xưng hô như thế nào? Lúc đó biết tuổi chưa? Lúc đó biết tuổi rồi. Thì em mới nói là bây giờ mình nhắn tin như nào thì mình cứ nói như vậy đi, đâu có gì đâu mà phải lo lắng. Nhắn tin là nó kêu bằng anh, bằng em rồi mà còn hỏi lại nữa. Rồi cái buổi hẹn hò đầu tiên như thế nào? Cái buổi hẹn hò đầu tiên thì nó cũng bình thường thôi, cũng đi uống cà phê bình thường thôi. Nhưng mà em thấy cái buổi hẹn hò hôm sau nó mới hấp dẫn hơn. Như nào, như nào? Dạ. Kể ngay. Khi mà uống cà phê xong thì anh em nói chuyện thì bọn em thấy nó cũng hợp tính. Do đó là cũng thích, nên bọn em sắp xếp công việc ở bệnh viện là ngày mai là rủ em đi chơi. Em mới hỏi tại sao mới đi cà phê mai đi chơi nữa. Nói sắp tới vài ngày nữa anh đi lên Đồng Nai, anh đi học rồi, cho đó không có đi gặp anh được nữa. Nếu như mà nói vậy thì để anh thu xếp công việc ở nhà rồi để anh đi. Cái buổi đầu tiên gặp gỡ là lúc đó em còn đang là đi học, là học viên, đi chiếc xe cũ thôi. Mà để mình gặp mặt cô ấy đầu tiên mình thấy vậy thì nó không được. Do đó là em mới suy nghĩ là em mới ghé nhà ngoại em. Em đổi xe. Đổi xe? Đổi xe của một người anh em. Mô tô hay gì? Chiếc tay ga. Nói chung là xịn hơn chiếc xe của mình. Xịn hơn xe của mình. Mình gặp mặt xong tới ngày hôm sau thì mình cũng không thể nào mượn được nữa. Do đó em mới bắt đầu suy nghĩ tiếp nữa, là em sẽ nói là xe của em hiện tại là bị hư rồi, không đi được. Là em đợi vợ em ở một cái quán cà phê đó. Nhưng mà thật sự cái quán đó là em gửi xe đó đó. Em gửi cái xe em trong đó đó. Em đợi để vợ em hỏi là tại sao anh không mượn xe khác này kia. Em mới nói là muốn đi xe của em để cho mình tình cảm hơn. Rồi em ngồi em đợi. Về xong rồi vợ em cũng còn lưu luyến, do đó là khi mà em vô quán cà phê rồi vợ em cũng ngồi dòm theo em. Kiểu như cũng nhớ á. Khi mà dòm theo em mới vỡ lẽ ra là em đâu có để ý đâu. Em vô em lại lấy chiếc xe em ra. Em thấy ông này dắt chiếc xe em ra. Em dắt chiếc xe của em ra. Đâu bây giờ phải hỏi vợ nè. Ủa tại sao không về mà em là giống như em có đang có linh tính. Mà em cũng quay lại em dòm vậy thôi. Xong rồi em nói ủa sao, ủa tự nhiên nói xe hư mà dắt chiếc xe ra. Em phát hiện luôn em. Xong rồi vợ em mới nhắn tin hỏi mới thấy chạy chiếc xe đó đúng không, màu đó vậy đúng không, cũng phải như vậy không, thì mình phải chấp nhận thôi, mình phải. Ủa vậy em cưới hồi nào? 2021. Ôi thì đúng đỉnh dịch rồi. Về cái thứ nhất là về cái số lượng bàn là mình không có được người ta đã quy định số lượng bàn. Sau đám cưới đó là chồng em phải tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Có thời gian em cũng lên đây ở, em thấy ảnh cũng chưa có ra vô thoải mái, thành ra em ở ngoài phòng trọ mình nên cũng buồn, thành ra em về quê ở với ba mẹ luôn. Ba mẹ chồng á? Dạ ba mẹ chồng. Wow, làm dâu rồi quê luôn. Dạ. Vỗ tay một cái coi nào. Rồi ở bên nhau thì có cầm điện thoại không? Ở bên nhau cầm điện thoại không? Cái này là trước giờ em đã thống nhất từ trước, với lại là không có sử dụng điện thoại khi mà hai đứa với nhau, là coi như là điện thoại là đưa vào chế độ máy bay luôn, không có sử dụng. Cho thêm một tràng pháo tay nữa. Nãy giờ toàn thấy hai người khen nhau không à? Đúng rồi. Bây giờ chê nhau đi. Bạn Thành nói trước đi. Đúng dạ, rồi. Dạ có một cái tật xấu mà em chắc là trong lòng em cũng không muốn, là anh hay coi hình gái trên TikTok.
Anh, không, em, ủa, nhưng em, anh nhưng mà cái tập này em thấy ông nào cũng có em. Lúc đó là vợ chồng gặp nhau có quán quýt rồi, nhưng mà em còn công việc nhà phụ giúp ba mẹ. Thì những cái khoảng trống thời gian đó em mở thì, em không có phải mở câu, nhưng mà đối với TikTok của em thì chủ yếu là để em cập nhật những cái tin tức thôi. Nhưng mà những cái tin tức nó cũng theo cái xu hướng là nó vậy đó. Nó vậy đó. Mà em xem hình mà những cái những cô gái đẹp á thì vợ em nên mừng, đỡ hơn là em coi những hình người trai đẹp. Em cũng chọc anh thôi, em nói coi vậy. Lúc đó là em mới cho vợ em làm một phép thử. Em nói là nếu như bà xã đã nói vậy á là ông xã đâu có coi đâu, mà vô tình thôi. Ông xã cho bà xã lướt 10 cái video trên TikTok, nếu như mà có hình của gái thì chịu gì ông xã cũng chịu hết. Cuối cùng có không? Không có. Có nhiều lúc ảnh cũng hay nóng tính. Nhưng mà bây giờ cũng đã tốt rồi. Rồi đến giờ vạch mặt tham. Vạch tới mặt em đó. Cô gái thì đa số ai cũng có, đó là cái tính mà hay càm ràm á. Hay càm ràm hay nói cũng... một vấn đề mà cứ nói đi nói lại nhiều lần. Về nhà mà em đi nhậu, mà em nhậu chỉ ở nhà thôi chứ em cũng không có đi đâu cả. Đấy. Rồi khi mà nhậu xong rồi thì mình biết là mình nhậu mà vợ mình như thế thì nó đôi khi là vợ mình cũng có sự phiền hà rồi. Em cũng phụ dọn dẹp, phụ rửa chén, mình cũng thể hiện cái sự hối lỗi của mình rồi. Mặc dù cũng đuối lắm đó. Dạ, cũng cố gắng rồi. Nhưng mà vợ mình thấy vậy là cứ vô là hay nói, để kiểu như là không thích vậy là cứ nói liền trong đó, mà không để là để khi mình hết rượu rồi hả nói. Giờ vợ có ghen không? Có ghen. Ghen như thế nào? Khi mà mình làm cái đó, ví dụ như mình lướt Facebook, lướt TikTok là giống như lúc nãy đây là khi đã thấy rồi thì chỉ cần dò một cái thôi. Nữa rồi đó là vậy thôi, nữa rồi đó là vậy thôi, chị nói vậy thôi rồi sau đó mới nói tiếp. Thôi mà em thấy là rất nhẹ nhàng mà. Đó, nhưng mà có thích không? Nếu như mà gan vậy là em thích. Tại sao anh hỏi điều đó? Nếu như em thích thì đó không phải là thật xấu. Thế thì anh mong muốn chồng mình thay đổi điều gì? Dạ, em mong muốn là ảnh bớt nóng tính lại thôi. TikTok này kia thì em chỉ chọc ảnh thôi, ảnh cho vui thôi. Hôm nay với một cái buổi đặc biệt như thế này thì anh rất muốn Trí có một cái điều gì đó dành tặng cho vợ. Thì cái khoảng thời gian mà mình ở bên nhau á, đối với một cái quãng đời người không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng mà nó đủ để mình tìm hiểu, mình hiểu nhau, và đối với hai đứa mình để đi với nhau được đến giờ phút hiện tại, đó là một cái duyên rất là lớn. Và đối với ông xã thì bà xã là một cái người phụ nữ hy sinh rất là nhiều cho cái hạnh phúc gia đình này, từ tất cả mọi thứ, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Nếu như mà nói làm dâu á đã khó, mà làm dâu khi không có chồng thì nó là một cái điều rất là khó hơn nữa. Mà bà xã vẫn sắp xếp, vẫn biết trên kính trên nhường dưới, như thế là xã rất là quý trọng và thương yêu bà xã nhiều hơn. Thời gian tới đối với hai vợ chồng mình á thì cũng cố gắng để lên chức, để lên chức là ba mẹ, để có một đứa con cùng chăm nom, chăm sóc, lo lắng cho con mình. Cảm ơn ông xã đã đến với cuộc đời của bà xã. Chúc cho hai vợ chồng Trí nha sẽ sớm có một tin vui. Không biết là anh nghe được tín hiệu ở bên chương trình rõ ràng không ạ? Em nghe rõ rồi anh ơi. Dạ rồi, bây giờ thì anh giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình: họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, công việc và nghề nghiệp hiện tại nhé. Em là Lê Văn Lâm. Ngày tháng năm sinh là 1/8/1988. Quê Lê quán, Văn Lâm hay là Lê Hoàng Lâm ạ? Lê Văn Lâm. Lê Văn Lâm. Rồi, mời anh tiếp tục. Sinh ngày 1/8/1988. Quê quán là Hoàng Ngọc, Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Hiện tại đang ở đâu và làm công việc gì? Hiện tại đang ở Thanh Trì, Hà Nội, làm bên công ty cỏ nhân tạo. Làm công ty cỏ nhân tạo thì anh sẽ làm công việc gì ạ? Làm nhân viên công việc hành chính, phụ trách công việc chung của chi nhánh.
Rồi, anh là một con người như nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Em thì thích đam mê thể thao, tôi là chơi được đa số các môn thể thao. Cụ thể? Bóng đá, đá cầu, cầu lông. Rồi, điểm yếu của anh là gì? Yếu là nhiều khi là ít nói. Điểm yếu là ít nói. Rồi. Trước giờ anh có mấy mối tình rồi? Đã từng kết hôn chưa? Chưa từng kết hôn. Khoảng 3-4 mối tình. Mối tình mà sâu đậm nhất là mấy năm? Thời gian mấy năm? Sâu đậm nhất là khoảng 3 năm. 2 năm. Rồi, mối tình sâu nhất là 2-3 năm đúng không ạ? Đúng không? Anh kể cụ thể chi tiết về cái mối tình đó cho em nghe với. Thì quen nhau cùng công ty rồi đi làm. Xong rồi em lại đi xa cho nên là lại chia tay. Anh ơi, kể chi tiết đi anh. Anh quen nhau như thế nào? Quen nhau mấy năm, anh đi xa là đi đâu? Quen nhau ở Hà Nội em, tức là làm việc ở cùng công ty cỏ nhân tạo ấy. Làm cùng công ty cỏ nhân tạo. Mà. Thế là yêu nhau xếp xong rồi anh đi xa là đi đâu à? Ra Phú Quốc làm anh ạ. Anh phải ra Phú Quốc làm mấy tháng? Bao nhiêu lâu? Ra đây khoảng 7 tháng, 8 tháng. Gần 8 tháng. Lý do đó là chia tay à anh? Là nó nhiều lý do phức tạp. Vâng, thì bây giờ bọn em đang muốn là hỏi xem là cái những cái cuộc tình vừa qua của anh ấy, thì hỏi chi tiết và cụ thể câu chuyện của anh là vì lý do gì mà chia tay. Vì lý do là nói chung là đấy là mẹ đơn thân nên không hợp nhau, chia tay. Gia đình phản đối. Rồi bây giờ anh mong muốn chương trình tìm cho mình một mẫu người như nào? Nói chung là ngoại hình ưa nhìn, da trắng, làm việc ở khu vực Hà Nội hoặc là Thanh Hóa. Nói chung ngoài để cho gần nhau. Chiều cao bao nhiêu? Chiều cao, gương mặt ra sao? Tóc dài, tóc ngắn? Tóc dài, tóc ngắn đều được anh ạ. Mà chiều cao thì bao nhiêu cũng được, tầm 1,5 m trở lên. Rồi nghề nghiệp của cô ấy thì sao anh? Nghề nghiệp thì làm công việc gì cũng được anh. Nghề nghiệp là công việc gì cũng được. Dạ. Thì là sống càng quan tâm nhau. Rồi anh còn yêu cầu gì về bạn gái nữa không ạ? Vui vẻ hòa đồng hơn nhưng hơi cá tính một chút càng tốt. Rồi. Ok, em cảm ơn anh Lâm nhé. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu đầu tiên để làm quen. Nếu mà tìm được bạn gái là phù hợp với lại tiêu chí của anh thì chương trình sẽ liên hệ với lại anh nhé. Dạ. Dạ, chào anh. Dạ. Cho nên là mình chủ động mình giới thiệu về bản thân mình, họ tên, tuổi, công việc cũng như là nơi ở hiện tại của mình ha, những cái đặc điểm nổi bật nhất của mình. Chủ động chia sẻ luôn, tự tin lên nha. À, dạ vâng ạ. Cái này thì em tên là Đinh Mạnh Thắng ạ. Em sinh năm 1998. Hiện tại em quê quán em ở Gia Thiện, Gia Thủy, Nam Định. Còn hiện tại em làm việc ở trên Hoàng Mai, Hà Nội. Em công việc kinh doanh chính của em là kinh doanh tự do, kinh doanh online chị ạ, trên các nền tảng thương mại điện tử. Kinh doanh online về cái gì thì em? Thắng, xin lỗi Thắng. Kinh doanh đồ gia dụng. Đồ gia dụng là học xong là ở lại Hà Nội làm. Dạ vâng, ngày trước em đã có tốt nghiệp trường thương mại xong rồi em đi làm. Tốt nghiệp đại học thương mại hả? Dạ vâng. Cấp 3 em học trường nào? Trước 3 em học trường trung học cơ sở Giao Thủy C chị ạ.
Học phổ thông ra thể xe hả? Rồi, hồi xưa chị dạy trường ra thể xe đó. Chị khóa bao nhiêu? Em khóa 98 rồi. Thế xem là chị dạy ở ngoài đó. À, dạ vâng. Mình cần hỏi thêm thông tin nào nữa chị nhỉ? Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì? À, điểm mạnh của em là hòa đồng, vui vẻ, hài hước, biết nấu ăn, chia sẻ với mọi người xung quanh và hiếu thảo với bố mẹ. Điểm yếu của em thì có thể là chăm sóc về quần áo, nhưng các thứ nó hơi bừa bộn một xíu. Nhà cửa nó Hơi bừa có ít. bộn hả? Dạ vâng. Em sống ở Hà Nội, em sống với ai? À, em sống với bạn bạn cùng kinh doanh với em. Dạ vâng. Rồi, tháng cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu ký em? À, em cao 1m68, em nặng 53 kg chị ạ. 1m68, 53 kg, hơi ốm ha. Dạ vâng. Nhưng mà chương trình của bọn chị sẽ chỉ có ghi hình tại Sài Gòn thôi, thì là em có thể bay vào trong này để em tham gia chương trình được không? Dạ, nếu mà mình vượt qua được đến vòng quay hình thì em sắp xếp được chị nhé. Báo trước em bao lâu thì được? Dạ, báo trước cho em khoảng 10 ngày. Báo trước 10 ngày đúng Dạ vâng. không? Em có đạo đúng Dạ vâng, đúng rồi chị. Em có đi không? đạo. Nhìn tên Zalo là đoán được là có theo tôn giáo rồi. Nhưng mà có yêu cầu bạn gái phải theo tôn giáo mình không? Cái này thì em không cần. Nếu mà càng gần ở Nam Định thì xung quanh miền Bắc thì là tốt chị ạ. Dạ. Tức là không cần bạn gái phải theo có đạo, nhưng mà về có bắt theo đạo không? Cái này thì học kinh thì vẫn phải học, nhưng mà không, mình em không bắt. Học giáo lý để làm lễ Dạ. cưới thôi đúng Dạ đúng rồi chị. không? Còn lại này không phải theo hoàn toàn. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Rồi, trước giờ trải qua mấy mối tình ở tháng? Trước giờ em trải qua 2 mối tình ạ. 2 mối tình. Dạ. Rồi, mối tình đầu năm bao nhiêu tuổi? Mối tình đầu vào lớp 12 chị ạ. Thì lúc đấy tình yêu trẻ con nên là mình hơi bồng bột nông nổi, lên đại học học chuyên ngành. Dạ vâng. Mà quen được có mấy tháng thôi. À, dạ vâng, chắc quen khoảng nửa năm chị ạ. Mối Bạn là tình thứ gái học hai cùng thì lớp à? à, dạ vâng ạ. Mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai cách đây em mới học đại học xong chắc khoảng 1 năm rưỡi. Thì em có yêu bạn đấy thật lòng, nhưng mà bạn ấy lại kiểu thích mập mờ hay như nào, thì em quyết định chấm dứt. Em muốn yêu là phải công khai với thể hiện rõ ràng hơn. Tức là em không muốn một mối quan hệ mập mờ, chẳng hạn như Dạ là đúng cũng không có giới thiệu mình là bạn trai, rồi bắt đầu là cũng vẫn thả thính tán tỉnh những bạn trai khác đúng không? Dạ vâng, đúng rồi chị. Rồi, thế là em muốn tìm mẫu người như thế nào? À, em muốn tìm mẫu người. À, em thì rất thích nấu ăn nên em tìm người phụ nữ biết chăm sóc trong gia đình. À, ngoại hình ưa nhìn một xíu. Rồi nhìn. Rồi gì nữa? À, có hiếu. Có hiếu. Dạ vâng. Tuổi tác thì sao? À, tuổi tác thì ít hơn em tuổi, ít hơn tuổi em là được, không Bằng tuổi được không? bằng tuổi cũng được chị ạ. Dạ vâng. Là đang là sống ở ngoài khu vực miền Bắc. Dạ vâng, em đang làm việc tại Hà Nội. Ý là bạn gái á. Bạn gái à? Vâng, xung quanh Nam Định, miền Bắc, Đông Bắc, à, đồng bằng sông Hồng ấy chị. Quay quay Rồi. Có tài lẻ gì không? Thắng hát hò hay là khiêu vũ nhảy nhót thì em được thì em chỉ đam mê đá bóng thôi, không? Đam mê đá em bóng mới đá bóng. thôi. Tài lẻ thì em chỉ đam mê hát thôi chứ em không hát hay. Mà thích hát thì mà hát không hay. Dạ vâng, em thì hay ngân nga hát hát hò rồi, nhưng Vậy ngân nga, giờ ngân nga một đoạn đi cho các chị xem nào. mà hát à, em xin gửi tới chương trình bài hát. Bài hát thì em giờ em cũng hơi run xíu, để em chưa nhớ cái bài gì.
bài rẻ run quá rồi. Có gì đâu mà run, trời, có nhìn thấy mặt các chị đâu mà run. Em gửi đến chương trình giờ trong đầu em đến bài hát cái đấy em không nhớ là cái bài gì chị ạ. Sao không nhớ? Để chị đợi em xem một xíu, em xem có bài nào quen quen. Em hát mấy bài nhạc trẻ trẻ đó chị ạ. Ừ, em hát bài gì cũng được, tụi chị nhạc gì tụi chị cũng nghe được hết á. Thế thì em xin trình bày ca khúc của Eric một đoạn. Ừ. Sau tất cả mình trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả mình, thế em quên đoạn này. Rồi, nhưng mà nếu mà hát được chọn lên sân khấu cái hình thì tập dừa trước hoặc là in lời bài hát ra rồi lên hát nha. Dạ, cái đấy thì nếu mà được thì em sẽ chuẩn bị sẵn bài hát này. Nhưng mà chắc chắn vào đây tham gia chương trình được đúng không? Dạ vâng ạ. Ok. Rồi, còn yêu cầu gì ở bạn gái nữa không? À, yêu cầu bạn gái à, em vui vẻ hòa đồng nhé. Vui vẻ hòa đồng. Làm việc ở Hà Nội thì càng tốt bởi vì để có thời gian gặp nhau nhiều hơn. Dạ. Ok, hiểu rồi. Ok nha, cảm ơn Thắng. Hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Thì hy vọng em có thể sắp xếp được thời gian để vào đây tham gia chương trình nếu như có người phù hợp với mình.